Thành phố Hồ Chí Minh, nông dân ngoại thành chuẩn bị xuống giống hoa phục vụ Tết cổ truyền, nhà vườn đang chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2020. Ngoài các giống hoa truyền thống như hoa mai, hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa lan, nông dân tại thành phố Hồ Chí Minh còn chuẩn bị trồng các giống hoa nền chất lượng để phục vụ thị trường Tết cổ truyền Xuân Canh Tý 2020. Những năm trở lại đây, nhu cầu trang trí, chơi hoa lan trong nhân dân tăng mạnh, đặc biệt là trong dịp Tết. Đây là lý do khiến diện tích trồng hoa lan của thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh, khoảng 375 hectare. Các địa bàn tập trung diện tích trồng hoa lan lớn là Củ Chi với 249 hectare lan Mogara, Bình Chánh với 70 hectare lan đen trâu bi ươm. Để chuẩn bị số lượng và chất lượng hoa phục vụ thị trường Tết cổ truyền, ngoài chọn lọc, thay dần giống cũ và đưa nhiều giống mới chất lượng, thị trường ưa chuộng vào trồng để hoa có màu sắc rực rỡ, cánh to, nhiều hoa, nhà vườn còn tập trung dưỡng cây con, chăm sóc, bón phân, tưới nước đều đặn. Sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và biện pháp kích hoa nở nhiều. Theo anh Lê Hữu Thiện, ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, làng mai Bình Lợi có diện tích lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh với 306 hectare, chủ yếu chuyên canh mai đất. Tuy mới bước vào tháng 6 âm lịch nhưng một số thương lái đã đến chọn vườn, đánh dấu, bao lô để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết. Cũng theo anh Thiện, giá mai bán tại vườn tăng cao, nếu như năm ngoái, một mẫu mai 3 năm tuổi có giá 1 tỷ đồng, thì năm nay tăng lên tới 1 tỷ rưỡi. Nguyên nhân là do mai lâu năm khan hiếm, hiện chỉ còn mai non và mai 2 tuổi. Thời điểm này, người trồng mai chủ yếu chăm sóc để mai không bị sâu bệnh, từ tháng 10 trở đi không bón phân, chỉ tưới nước và từ đến ngày 10 đến 15 tháng chạp âm lịch thì bắt đầu lạc lá cho ra hoa. Ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống như hoa mai, hoa vạn thọ, cây sống đời, nông dân ở huyện Bình Chánh, quận 9, quận Thủ Đức, quận 12 đang bắt đầu ươm giống, chuẩn bị đất, phân, giá thể, chậu trồng, che để trồng các loại hoa nền như hoa cát tường, hoa cúc đại đoá, hoa dừa cạn, hoa dạ yến thảo. Với những hoa ngắn ngày hơn như hoa vạn thọ, hoa đồng tiền, hoa màu gà, thì trước Tết 3 tháng nhà vườn mới tiến hành trồng. Hầu hết các giống hoa nền tại các địa phương nói trên đều được các chương trình khuyến nông hỗ trợ nên đảm bảo năng suất, chất lượng.